Hãy ngọc vào bài. Trông làm gì đẹp bằng sen, trông làm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lạ trên đỉnh vàng, chị vàng bông trắng lá xanh, vàn buồn mà chẳng môi thanh mùi lụt. Trông làm gì đẹp bằng sen, trông làm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lạ trên đỉnh vàng, chị vàng bông trắng lá xanh, vàn buồn mà chẳng môi thanh mùi lụt. Cô mời Hiếu đọc bài. Biết cây sen thì thường mọc ở đâu? Cô mời Duyên. À, cây sen thường mọc ở đâu? Còn mọc ở đâu nữa? Cô mời Huy. Mọc ở ao hồ. Thế các em biết những gì về hoa sen, kể cho cả lớp cùng nghe. Cô mời Duyên. Còn bạn nào biết gì về hoa sen? Cô mời Trường. Hoa sen có nhị là đi màu vàng. À, rất tốt. Nào Phương Anh. Hoa sen lá rất to, có hoa sen màu trắng, hoa sen màu hồng nhạt, mọc ở dưới đầm. Mùi hương của hoa sen rất là thơm. Ôi giỏi quá. Còn bạn nào biết gì nữa về hoa sen? Cô mời Nguyễn Yến. Về hoa sen, chúng mình cùng quan sát nhé.
vàng vừa xanh. Mấy nét? 5 nét ạ. À,
Thế bạn nào viết, chúng ta muốn viết chữ nào ở, chúng ta viết gần giống như chữ hoa nào và khác ở điểm nào? Cô mời Huy. Chúng ta viết gần giống như hoa an và khác ở điểm, hoa ở bên giống như thế nào? À đúng rồi đấy. Các mình hãy quan sát cô, chúng ta mình viết chữ ở viết hoa cỡ nhớ. Điểm đã tốt, bắt đầu từ dòng kẻ thứ 3. Một nét cong ra bên trái. Chúng ta đưa lượt lên chạm vào dòng kẻ thứ 6. Kết hợp nét thứ 2 kéo thẳng xuống chạm vào dòng kẻ 1 và điểm dừng bút ở dòng kẻ thứ 2. Nét ngang hơi lượt ở giữa dòng kẻ thứ 3 và dòng kẻ thứ 4. Chúng mình sẽ viết nét thứ 4, nét thứ 5 tạo thành dấu ngữ. Chúng ta sẽ được chữ ớ. Vào dưới này cho nó cân đối cho nó đẹp, biết trên này có cao có sáng. Chữ hoa ớ cỡ nhỏ có độ cao là mấy ô ly? Cô mời Chiến. Mời Yến. Ân sâu nghĩa nặng. Mời Trường. Ân sâu nghĩa nặng ạ. Nêu nhận xét về độ cao của các con trước.
mình đọc chữ đầu tiên. Ân. Chất này nhỏ lên một chút thì được không? Đánh dấu mũ rõ ràng. Cô thấy bạn Phương Anh, bạn Nguyễn Tiến, bạn Linh, bạn Ngọc, bạn Hiếu, bạn Trường viết rất là đẹp. Còn những bạn khác chưa chấm bài, cô giáo sẽ phun vở và chấm bài.